Bạn có ước mơ, bạn chắc chắn sẽ làm được. Bạn sẽ tạo được những phép màu. Bạn có thể tung bay thỏa sức. Bạn có thể làm bất cứ điều gì, nhưng bạn phải có đồng đội. Sẽ có lúc bạn thất bại hay vấp ngã. Bạn cần sự nâng đỡ, chỉ dẫn và khích lệ. Bạn có thể tìm được tất cả ở đội nhóm. Người thông minh hiểu được sức mạnh và tầm quan trọng của đồng đội. Tôi không nói làm một mình là không tốt. Bản thân chúng ta đứng riêng lẻ cũng là một sức mạnh. Nhưng khi làm cùng nhau, sức mạnh đó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Bạn sẽ làm thay tôi những gì tôi thiếu sót. Tôi sẽ làm tốt những gì bạn chưa giỏi. Một bản nhạc hay cần được chơi bởi một dàn nhạc, không phải một nhạc cụ. Một con chuột thì không, nhưng một đàn chuột thì có thể biến một con mèo thành món thịt xay. Bạn có thể đạt đến mức tiềm năng cao nhất của mình nếu sức mạnh đội nhóm được phát triển ở mức tối đa. Chỉ cần cùng nhau, chúng ta có thể đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Thành công của chúng ta sẽ vĩ đại hơn bất kỳ cá nhân nào có thể đạt được. Hãy nhìn những người thành công nổi tiếng trên thế giới. Những thành tựu vĩ đại gắn với tên tuổi của họ luôn đi cùng một đội ngũ hùng mạnh, xuất sắc. Steve Jobs không thể nào một mình hoàn thiện iPhone. Jeff Bezos không thể nào một mình tạo ra Amazon. Sir Richard Branson không thể nào một mình gây dựng đế chế Virgin. Đội nhóm không chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau, mà mỗi cá nhân phải cam kết nỗ lực vì mục tiêu chung. Sự khác biệt của cá nhân tạo nên sức mạnh của đội nhóm. Và sức mạnh tổng thể của đội nhóm cuối cùng sẽ trở thành sức mạnh của cá nhân. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.